em bỏ cái đây con. You make a stand up? Back here, back here. Okay. Okay. It doesn't matter. Whatever you want. Okay, light it. Hôm qua đi ăn nhà hàng đồ. Hôm qua đi ăn nhà hàng. Bây giờ mới ăn bánh tiếp nữa. Chơi hai ngày liên tiếp luôn con ha. Ok, make a wish. Rồi, wish đi. Wish đang nói ra. Mà nó make a wish, để người ta make a wish. Máu lì vừa. Để người ta tự nhiên make a wish đi. Này hả? Trời, âm thầm wish gì hả con? Hay hả? Mà lì vui không? Cắt bành thế à? Ê, qua đâu đó rồi? Mà tự nhiên sao nó làm thế này bự vậy? Mà chút xíu. Này hả? Bà đâu biết? Such big candles, but we only use it a little bit. Này con để cho nó... Nè, nhớ lại hồi nhỏ đi. Qua này. Hồi nhỏ cắt thổi hoài luôn. Hồi nhỏ cắt thích thổi lắm. Úi. Rồi, make a wish thứ hai. Hả? Xong rồi hả? Wish thứ hai rồi hả? Rồi, wish thứ ba. Khoan, từ từ. 36 năm luôn hả? 3 nhân 12, 36 luôn hả? Khoan. À, coi bung ngố cát nè. Đó, hôm nay mình chơi. Ăn tối xong rồi bây giờ ăn kích. Bây giờ ăn bánh lần thứ hai nè. Rồi. Oh, took you. Mà đâu em ba đâu em chờ cả ước mà để mà ăn để mà ăn cái bánh là bây giờ thổi lần thứ mấy con? I wish I could eat the cake. Ok rồi làm liền. Kì bây giờ con thổi sau này mà nó tắt được không? Khoan đã lấy hơi đã thử đi rồi thổi đi. Thôi đi. Dịch mà cả thôi đi. Tập chí không muốn ăn luôn á. Ừ, thôi kêu gì ai muốn ăn trời ơi. Thôi Covid mà cả thôi được. Cả thôi lông không muốn ai dám ăn luôn. Em ơi, thôi lấy cho. Ừ. Lấy ba cái gì cơ? Trời muốn ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ăn đi đã. Khác sướng không? Sinh nhật hai ngày liên tiếp luôn. À, cắt kiểu gì vậy con? Ủa gì vậy? Ba ăn bao nhiêu ba? Cho ba một cái nhỏ thôi. Như này hả? Cho một cái. Của con hai miếng bánh của con hả? No, it's one and a half. Nói ba nói cái này nè của con hả? Ba thì cô ăn một cả một một nữa thôi. Rồi. Một cái gì đó. Con ăn bao nhiêu? Con bao nhiêu đây hay là bao nhiêu đây cô? Cô nói cô ăn chung. Cô ăn 13. Biết lấy ra không? Biết lấy không ba lấy ra. Ok. Rồi. Lấy không ba lấy ra. Lấy không? Con biết lấy không? Thế thì bán lấy đi, để em
Cho kệ hay mặc kệ hay tôi. Nói nhân vật chính đây mà cứ xem chút lòng người kìa. Mặt đẹp trai gọi sợ nhìn. Ôi. Con á. Đẹp trai lắm chưa kìa. Quá. Chị khách đâu không tính. Đấy, cái này quốc cát nè. Sinh nhật thì cho các ăn đã đời luôn. Ăn xong exercise nha con. Rồi bỏ cái đó lên. Quên quên xin lỗi các vô tình quay cái bụng. Sao đâu. Cái bụng này quay bụng nó sao đâu con. Mà bạn ai mua đi. Cát. Cát mua. Cát mua ba chả. Vui không con? Ngon không? Ngon hả? Ngon là vui là được rồi ha. Quên hẳn ấy. Không có hạt thôi. Thôi hạt rồi đó. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ta được có việc ăn bánh nó mà hạt nữa. Mà nè. Happy birthday to mình. Happy birthday to cu mình. Không. Happy birthday to you. Đói mà. Đói hả? Mày ăn xong rồi đói rồi. Mày ăn cơm xong rồi đói. Không, nghĩa là nói đói ăn. À. Sao cảm giác lúc các 12 tuổi thì sao? Buồn sao buồn? Nhưng già quá. 12 tuổi mình già. Thế hả? 12 tuổi mình già, vậy là ba già dữ rồi. Ba là già cú đế luôn. Cái cô cũng quá già luôn. Đây là ba già nhất hả? Ừ, ba già nhất. Các ăn đại. Ừ. Ăn hả? Cho ba ăn không? Ba năm nữa là đi làm con mình ở nhà. Cho ba ăn không? Ừ. Bánh này bánh gì con? Cái gì? Hả? Bánh gì? Yeah, các đúc cái ba hả? Bánh birthday. Cái loại bánh này là tiramisu. Các ăn cái miệng đại nè. Ăn nửa năm nửa về mệt quá trời. Cả ăn đại rồi. Hả? Ba muốn quay cát à? Thấy cát ăn ngon. Thấy cát ăn ngon. Thấy cát vui. Vậy là có người cũng ghiền bánh đó kìa. Alo. Cậu ngươi cũng ghiêng bệnh đó thế. Sao con? Cô thích ăn mất cơ chứ. Cô đâu có thích ăn đâu. Các ăn sinh nhật 2 ngày luôn á. Hôm qua quên quay. Các quên à? Hôm qua ăn gì con? Ăn steak. Ăn steak hả? Sướng quá ta. Cô có ăn chi món cả món biển. Đúng rồi, đâu ăn gì hả? Chứ ăn một con lobster bự cho báo. Hai con lobster chứ mấy con? Con có không hai con mà. Lobster. Bạn ăn chi món? Đâu đâu, cái bạn đó đâu rồi? Bạn đó đâu? Đưa cái bạn qua coi. Hả?
Happy 12th birthday, 12 tuổi. 12 tuổi nè. Ừ, để quay khi nào mà rồi các bởi ăn bởi các học nấu ăn đâu được đó, 12 tuổi á. Mình đi buổi tối là ra học nấu ăn hết nha. Không mà không phải ba ba bữa là hai người ra rồi và ăn nấu cho cả ăn. Mười hai tuổi rồi là mày gọi thôi, việc cho ăn mày gọi thôi ba thì càng lớn càng nhiều trách nhiệm rồi. Bữa này đi học là tự xách ba lô, đâu cần ba xách ba lô nữa đâu phải không? Hay là ba và xách ba lô nữa. Không xách đâu, ba kia kéo rồi. 12 tuổi. 60 mấy ký. 1 mét 6 mấy mà bắt ba phải. Bắt ba phải vác ba lô nữa. 12 tuổi. Chào bác Bảy. Cảm ơn mọi người ăn. Anh Tuấn đi chơi game hả? Tuấn rủ bạn đi chơi game. Ăn thêm bánh nữa, bánh luôn. Ngon không con? Ngọt quá. Ngọt quá hả? Bơ chưa? Ớn chưa hay là ăn hết luôn? Giờ xíu ăn. Hoa này của Cát mua tặng ba à? Đây nè. Không mua. Dạ, Cát mua hả? Bác Bảy cười. Cái thằng. Rồi, nó ăn xong rồi. Đi.